Xin trên coi cho. Ông nhầm đây, bậc ca, bản tò cách đâm đa ca, đệ tệ thì xã mạc ca. Hãy chìm bản tò này, xong anh chơi lục mê tử vi rong xoa rú. Làm bản tò này, xong nô đò chung chập cháu bản tò thiệt xong chơi. Merci, Monsieur le Président. Donc, là où nous en étions restés, nous parlions du secret, nous parlions de l'obéissance. Nous avons compris de vos propos que vous-même vous obéissiez à vos supérieurs dans la crainte. Est-ce que vos propres subordonnés vous obéissez aussi dans la crainte ? Plusieurs anciens gardiens de M13, mais on le verra aussi pour S21, disent que vous étiez un chef autoritaire, dur. Que répondez-vous? Et est-ce que cette façon de diriger se retransmettait dans les échelons inférieurs? Est-ce que votre propre subordonné était lui-même autoritaire vis-à-vis de ses subordonnés et ainsi de suite? ធម្មតាມັນដែលមានការដូចគ្នាសិក្សាទេកម្មាភិបាលដែលមកពីកងពល 703 ច្រើនតែមានរូបភាព
ក្រាន់តែមានរូបភាពចង្អេងចង្អាងមាត់លូឡាបន្តិចក្រាន់តែមានមាត់លូឡាមាត់ធំបន្តូចបន្តិច ចំណែកខ្ញុំនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនណាគឺមិនណាក៏ខ្លាចខ្ញុំដែរសូមបីតានុប្រធានខ្ញុំពេលខ្លះញាក់សាច់នឹងខ្ញុំដែរដូច្នេះ Je voudrais en venir à ces réunions d'autocritique dont on a parlé, qui faisaient partie de la politique du Parti communiste. Vous avez répondu aux questions tout à l'heure sur ce qui se faisait dans ces réunions d'autocritique. Je n'y reviens pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans la conception du parti, quel était le but affirmé de ces réunions régulières de critique et autocritique? ស្វ័យទីទៀននេះមានគោបំណងក្នុងការប្រជុំទីទៀនស្វ័យទីទៀននេះជាពាក្យប្រែទៅជាភាសាបរទេសដើម្បីឲ្យស្រួលយល់ តាមពិតគេហៅពាក្យចំរបស់គេគេថាប្រជុំជីវភាពបកយើងត្រូវការប្រជុំជីវភាពបកនេះដូចយើងត្រូវការបាយសម្លអញ្ចឹង យើងត្រូវការប្រជុំជីវភាពបាក់ដូចយើងត្រូវការបាយសម្លខានហូបមិនបានប្រជុំជីវភាពបាក់ដើម្បីកសាងអីដើម្បីកសាងទស្សនៈនយោបាយថ្មី ដែលស្របស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់បកក្នុងរយៈកាលនេះមួយយើងកសាងគ្នាឲ្យយល់យើងកសាងឲ្យយល់អំពីគោលនយោបាយនៅក្នុងជីវភាពនៅក្នុងការប្រជុំជីវភាព ដូច្នេះយើងយល់មាគ៌ានយោបាយរបស់បកក៏ដោយសារប្រជុំជីវភាព
Dương miên cô chúng hô sẽ tệ ả lòng thầm ấy có đời xa dương bởi chúng chịu hợp hiệp. Dương có sang cô chúng hô sẽ mua hợp hiệp cầm chặn cháu cô chúng hô xuân tù. Lẹp băng cô chùm hoa xuân tú, cô chùm hoa bọc quấn, cô chùm hoa ẩm nát. Dương có sáng cô chùm hoa, sáng mua hợp hiệp. Dương có sang cô chùm hô của rút ông ca vị này. Dương miền cô chồng hồ ông cả vị này nực không khốn dương chế cổ rút ngạc lỡ dương chế cổ rút sẽ cái đây xa mạng chất rồi bỏ bạc dương tụng đi chỉ ca xa lạ xong khăn ở tiêu hò mùi tiện khang cô chồng hồ chặt tăng. Khang cô chúng hô chặt tăng nơi chân năm mà bọn bọn rồi cả sập 4 cả sập 7 cả sập 4 ôi ô không cho lòng bà rãi xong tục không cho lòng nơi chân năm mà bọn bọn rồi chặt sập 7 rồi chặt sập 4 bạn lực miệng kia chặt tăng mùi cho bạn luôn. Nghĩa kia và nặng ná cầm mà bị bảo và nặng luôn. Đôi chân này, bởi kê cát mò chê cát sẽ có, cây cỏ, trớ tới đặc cánh thả nặng đất nằm dường. Nơi nông đồng bằng xàm phí, khiêm sông chung một tí hoa muối, bị đá mó chai cầm hố. Còn cực cổng cả sĩ có bằng màn nhạc, nơi bị cổ rộng còn. Nông thần nặng cầm mà phải báo đồng bằng đôi khỉa. Đó, cổ tranh nghĩa kia nông máu, chai cầm hố thật là nơi khang cổ rộng kế, là ơn cả sĩ có cái đất nồm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh của mình nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Nhi kì hai thác, các bạn chung chi vào phép đâm bây có sang cô chung hôn ở dấu bái. Đâm bây có sang cô chung hô sẽ tệ ả lắm. Đâm bây có sang cô chung hô sẽ tệ ả lắm. Nâng cô chung hô chặt tặng.
ឲ្យសំស្របទៅតាមគោលជំហរនយោបាយគោលជំហរសតិអារម្មណ៍និងគោលជំហរចាត់តាំងរបស់បក យ៉ាងនេះហើយបានជាគេហៅការប្រជុំតិទៀននិងស្វ័យតិទៀនហៅថាប្រជុំជីវភាពបក Donc, si je me résume, au moment où vous-même vous êtes chef de M13, nous sommes dans un système qui fonctionne sur le secret, nous avons dit, sur l'obéissance absolue aux ordres des supérieurs, nous avons dit aussi, et sur, est-ce que je peux dire, la déstructuration de la personnalité individuelle et tout cela dans le cadre d'une guerre civile. Est-ce qu'on peut dire cela, ou en tout cas d'une guerre pour la conquête du pouvoir? Nous parlons de M13, c'est pour ça que je parlais de la guerre civile à cette période. Alors, deux ou trois dernières questions. Monsieur le procureur Robert Petit vous a posé hier soir plusieurs questions sur votre possibilité de vous déplacer quand vous étiez chef ou directeur de M13. Il vous a notamment demandé de préciser s'il vous était arrivé de passer des nuits à l'extérieur de M13. Il faut aller un peu plus loin. Monsieur Duc, combien de nuits à votre souvenir, combien de nuits avez-vous passé à l'extérieur de M13 entre 1971 et 1975? Combien de nuits? ខ្ញុំជម្រាបគាត់ថាខ្ញុំជាមួយនឹងវុនបេតខ្ញុំបានទៅដេកនៅក្នុងមន្ទីរផ្ទះរបស់គាត់ជាមួយនឹងគាត់តែជាមួយនឹងសិនតែជាមួយលោកគ្រូសំសិនខ្ញុំមិនដែលបានទៅដេកទេ ជាមួយនឹងវនវេតដំបូងថ្ងៃទៅទទួលបញ្ជាចាត់តាំងមន្ទីរ 13 នេះ
nhom từ chụp quạt quạt phong một tí xin em càng nghĩa nơi là nghe ngày mà thấy cả đà nàng anh bần đã đào cắt miền nhiều màu bị phun bính đào cắt miền nhiều màu bị phun bính chia cầm mà bị bao sầm ngắt bỏ cầm lăng còn phun bính còn cả ở không tròn gần đây nên mình tì quát bực lắng xong khi mà mình ai chậm này mà lợi tiệt không từ ngày để phụ cái lại cục núng không tới đó mong bẩm bẩn không chụp cắt rì cá chung cắt hết không bao nhiêu tập lập mà mình ai giờ này ngày muối nó về để vun về cận chơi mà tập lập mà bị điền bính nhầm chụp quát bị ngày ai cật đó khinh cái mật o đại cái thật mật đối dụng này là định này hả đối chân này dục nó mềm không miền càng nghe bị cướp chúng mình còn trắng này không sống tốt càng nghe bị cướp đừng ai khách sân không gì tỏ tiết không sống bệnh dạng mà non tiết chúng mình lục rưu sân xến hai khi ông tới miền mong miền bể tranh bị thư cá tập lập một gia bình chấm muối nâng chu chết khi miền lịch khách đào phơi càng là khi miền cạn ca chẳng bách khi ông tới chụp càng như hết khi ông tập lập một bình nông ca bị chung chi bộ hiệp có khi mình đại hiện bị ấm mình miền sứt mình miền lệ khả năng sầm bắt khi mình miền lệ khả năng sầm bắt bị chung nâng cả lại thì thật sự bị chung nữ lịch khác thế này mình tí bây giờ làm đôi khi này không tự bị bực bị chung chóp là nghĩ không tập màu bình mình đi khi nhóm nó om lắng mình đi bây rồi pram nơi phùm càng bế không biển nơi bế để ban mô tô à nâng để không bảo bị chi mô tô đào lên nhé để không bảo bị thay chi mô tô đào lên nhé cứ khi nhóm tới chứ sơn bị sốt hay còn bọn bọn mê khi nhầm đầm bê rong chấm tầm nắng bị mê đầm bê rong chấm tầm nắng bị mê hỡi chuẩn bê khách tại bà tiết khôn phố hỡi kéo lê khá bà nhé lứ đầm bê rong chấm tầm nắng đôi thân nìa đôi thân nét phát đá bị phun miệng phía bị sai sầm bọt đạp phơi miên bị mình đi không được phun phía bị sai sầm bọt đạp phơi miên càng nghĩa không miên càng mà bị bao được không được từ chuốc kia của scroll nhóm bớt xanh chỉ kia chấp không miên cướp sóc miên sầm bọt đạp phơi
បើសិនជាខ្ញុំត្រូវគេចាប់ខ្ញុំមានសម្បត្តិដើរផ្លូវខ្ញុំមានណែទិសដៅដែលខ្ញុំទៅកម្មាភិបាលដែលខ្ញុំស្គាល់ដូច្នេះសរុបមកសិទ្ធដើរហើរមាននៅក្នុងក្របខណ្ឌវិន័យមួយច្បាស់លាស់ Merci. Vous avez également indiqué dans les questions qui vous ont été posées que vous aviez peu de marge de manœuvre, mais que vous avez essayé de faire libérer des personnes de M13. Ce que par contre vous n'avez pas réussi à faire à S21. Nous parlerons plus tard de S21. Restons sur M13. Pouvez-vous nous donner quelques précisions, pas trop longues, sur la manière dont vous vous y êtes pris pour obtenir des libérations de la part de vos supérieurs, y compris TCE. ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីទេសីអង្គទេខ្ញុំនិយាយដូចច្រើនហើយខ្ញុំសូមនិយាយពីមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំដោះលែងដំបូងគេគឺស្រីម្នាក់គេបញ្ជូនមកម៉ោង 13 ពីព្រោះគាត់ ខ្ញុំមិនជឿហើយប្រធានរណសេស្រុកអនុលេខាស្រុកឈ្មោះបងតំក៏គាត់មិនជឿខ្ញុំបានគ្នាពីរនាក់តវ៉ាជាមួយនឹងឆាយកំហោ ឯមិនទៅជាតវ៉ាអីនោះណាងគេទៅដល់សុំវកកគេថានារីនេះមិនគួរណាជាប់នៅម៉ោង 13 ទេពីព្រោះខ្ញុំមិនខ្មាំងក៏ប៉ុន្តែបងកំហុសក៏ឆ្លើយមកថាដូចហ្នឹងនេះ មាននេះប្តីដើមគឺជាអត្តសម្ដងខ្សែរបស់ទីហ៊ុនលន់នល់ខ្ញុំពុះពៀបញ្យល់មេខ្ញុំហ្នឹងបងកំហុសហើយ ខ្ញុំថាបងប្តីគេខ្មាំងទីទាហានក៏ប៉ុន្តែគេទៅចោលប្រពន្ធគេហើយយើងមិនត្រូវរុញមនុស្សទៅឲ្យខ្មាំងយើងមិនត្រូវចាប់មនុស្សដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ជាខ្មាំងទេ
ຄວຍຍິງແທ້ລະສາຄືຕົກໂຕປໍບ້ອງກໍມີປະສາດໄດ້ປະໄທຍິງລົມດອຍຢູ່ມະນຸດແມ່ນລົມດອຍຢູ່ໃດທີດອລຍິງກໍຕະກະຖ້າເອີຈັ່ງເມື່ອປີ Bà giờ mà tôi còn mất cả bạc đọc lên tới. Hãy rừng mùi tiết rừng tí bí. Nơi không có rừng khai. Rừng này rừng cứ nơi không khai bằng bấy. Khai xây hà. Mà bọn rồi chất sợ mùi. Ai dầm này rừng tí bí cứ bà hai giờ không khai bằng bấy. Trong khai bằng bấy rừng đang khai bằng buồn. Miền cả đục là về xàm sập dưỡng đi. Còn tới cặp cặp bảo kì. Đó rồi bị cả xong bò có bọc nhóm chai cầm hóa sốc chất thả nâng tùm nó không thích bởi chi chuẩn đọc lên cái từ tục. Chúng mình bị ấy này mình ấy đã bị buồn thằng ấy đọc lên cái từ hời chúng nó tí bấy rừng tí bấy đôi khi bạn chúng điệp lục cao cầm hết bên mình bạn điệp đọc cứ buộc cặp sợi cầm mà bị bà bỏ ra xe luôn chết cả mình khi buồn nhẹ Đó tôi không nhận khi ông đầy cá, xong đọc lên, có sốc chết. Hơi, bình tập một tiết khi ông đọc lên, bàn mà nẹ tiết, cất lụa cổ. Khi ông, mình tự tu sẽ có thả cá lụa cổ cho ông bơi các bạc chết đi. Lộ cố tại đây khả năng. Đó tiêm tia xong đọc lên chẳng bàn. Hời bình tâm mà tiết miên khả minh kìm tông mà nẹ khả minh kìm tông mà ra gầm tích đi. Mình chấm tông mình ra gầm tích thì to su ông còn dũng nát từng lòng còn sốc chết khi mà lăng tới đầu bồn bể nữa bạn bạn tới tu bạn cả đó lên khi mà lăng tới đầu bồn bể bạn bạn bột bể cả sốc chết đó lên niềng nừng đồng chung mình chấp tê xê mùi nâng ảnh hơi để bị bạc bầm phất cứ hòm in nâng ảnh để xâm trời chẳng này bị bìa chẳng hãy phê cho nó ảnh nhận sạch không đừng đọc lên hòm in xong đọc lên hòm in giờ rộng máu không đọc lên bán đọc nhẹ bởi bệnh thiếp nâng mà nó đẹp bắt bằng chí bất tư rong tổ rộn là căm nâng mốt đọc bấy có bìa bìa tích nà bình trầm mầm đọc khăn nóng đủ chân này khâm mình tốt chế quân xâm bạch y tế gặp bằng nâng khâm chăng này dễ ẩm bí cá để khâm khâm phục bía rồi khâm chăng này dễ ẩm bí rương sấy bà để kê sọc chất đọc lên Rương đẹp Rương đẹp không đọc lên bàn tầng cộng án Cứ nơi muốn chân ăn mà bỏ một đôi chất sắp bậy
lực lên tay hôm in mũi cõi chất bầy. Sở rập máu càng nó mịa kia kì nơi bổ môn cầm lăng ra nạ xế đó cõi chất bầy mịa kì kì tất xây hời. Được chứ này, cả để khi không đọc lấy này mà mình chỉ còn sống bắt để cô. Nên thế khi không đăng thật không bàn thơ mình, có bản thân mình chỉ còn sống bắt để. Bịa bịp thiếp tới tất mà tầm mặt khăn ông cất là cầm bọc khi không đọc thông thêm. Alors justement, à propos de cet océan, on a beaucoup parlé des tortures qui ont été infligées à M13 sous votre direction. Je ne pense pas utile d'y revenir. Vous avez reconnu l'essentiel. Je voudrais juste revenir sur un fait que vous avez évoqué hier. Vous aviez expliqué à la Chambre que vous aviez essayé une méthode de torture qui consistait à faire baigner une des détenues dans l'eau et à l'exposer ensuite au vent froid. C'est bien exact. D'abord, peut-être une première question qui provient peut-être d'une difficulté de traduction. Est-ce que cette personne, cette détenue, était habillée quand elle a été plongé dans l'eau ឬក៏គាត់អត់មានសម្លៀកបំពាក់គាត់ខ្លួនទៅទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាពាក្យភាសាបារាំងហៅ plonger នេះມັນដឹងជាមានន័យថាមានកម្លាំងសង្កត់ឬអត់បើសិនជាមានកម្លាំងសង្កត់មិនត្រូវទេអត់មានសង្កត់ទេ ចុះទៅមុខទឹកបើតាមខ្ញុំយល់ថាគោប្រើពាក្យសើបាយងាយខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើទីរណកម្មហើយរបៀបខ្ញុំនិយាយដើម្បីធ្វើទីរណកម្មបន្តិចសិន មុននឹងធ្វើទារុណកម្មគឺមិនដែលធ្វើទារុណកម្មអ្នកណានៅក្នុងសាច់រឿងទេសាច់រឿងរបស់នារីនេះគាត់ជាស្រីខូចជាស្រីសំភឹង mang chặt tăng còn ở chỗ một điểm đó hiệu cả quát xa ra phép bản năng nhóm trong đăng tiết thả ta còn miền kia màu cho mùi bảo màn nhạc យើងចង់សួរសំណួរថ្មីប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សាច់រឿងខ្ញុំអត់ធ្វើទីរណកម្មនៅក្នុងរឿងនេះទេខ្ញុំ
nom chanh pi ka rương tai phseng kem su ta ayu paman hai kot chlai tha ayu 28 chnam khnyom baek mot ao kot baek mot mơ rop ao kot rop thmeing ao kot rop khluon kot te đó có rốt mình cũng thương như sang pi khi ông riêng bệnh chết xa nè nà ả dụ lời pi mà phê phá rắm ông mà phê phá rắm thương như sang pi đó chọn chấn khi ông thả mà này phô anh lớn trong bên cấp su có ta ai là nghe ăn đôi chân này cất lại thằng là nghe say cất dừng thưa rồi là cảm cất à đừng thưa mấy nhà đừng cất phô này này đó là hơi su bốn bàn không chập làm su đừng thưa mày tự bàn không không tiếng cho nó không sạch như đường đầu phát mà ngay ấy không tiếng cho nó sạch như đường xu trong lại còn tiền bạn thả lực biếp xu trong lại đó bọc nhóm thôi thì rồi cám cứ bẹp này đó không không đi dưới đường đi về viên phát xung mô rồi bỏ lục chẳng cái này lục mê thư y hài à là thầm cho mà xung mô vĩnh nhóm mà sao mấy đôi bàn bà chạy đài không ăn ao kê sát khó ai thì còn là không mình bàn bà chạy không có mà sao mấy không ăn bàn bị chết thật không ăn bàn ao cây sạt khâu ai không thả đo cao na cây trời tận nhận tới cây sấy khâu áo với rập tên khuôn kế về thứ ao dưỡng dịp pro miền cá chua cho bỏ không chết ธรรมดาเลยสไลด์แต่การนักเข้าอากิตาตึกซ้ำเข้าอ่านรับตึงครูนกีโดยฉะนั้นอาดำตรงเกี่ยวกับยังเคยอาใส่ใส่ตะเกียร์นะก็ยังขยี้ไปครั้งเรื่องนี้ให้เด็กคำชกเอาทุยที่รณกรรมเราจะลุกแหน่เราเอาเกมมุ่งตึกให้มหาขจรดูใช่ไหมจำลายมันมันได้จำจูนลุกเมทีวีคือคำอันมันเอาอย่างสกนุกได้เกศใส่สมพังกระดาษเกศราบเดคำเงินบ่มลองไอจังแต่มือบกเกดีEt vous aviez ajouté hier que vous avez mis un terme à cette séquence, à cette scène, parce que ça avait provoqué trop, une trop forte émotion. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous avez mis un terme à cette séquence, à cette scène, parce que ça avait provoqué trop, une trop forte émotion.
rien rơi kia bị chạy chạy mà thở dương rầm phơ bè. Lực ni mà đón khi nhóm tục chọc, mật bọn có tục chọc. Lực ni mà đón khi nhóm từng bí nhé tục chọc. Chốc lơ cào, tục chọc rồi mình chọc. Bà tục mình chọc, cầm bọt cỏ. Mà sao mình không ăn gì bị mối tiết chun lục xã bị nhà thả đang gì xã bị nhà rồi có lục trả gom thì thả mình băm phải giàu mình băm mình băm phải giàu pro cao em pi ao cái mối tức hay ta hào cho nóng niềng sóc nứng nơi để trái chậm lại tận đại lắm. Cả thằng cả admin kia mà đấy. Cả kia chặt tăng cả máu tụi mình ai. Đôi khi này sẽ cái sơn này than bọc nhóm an toàn hiện thà kỳ đấy. Rồi có kia và trăng mà bản năng. Đôi khi này tiêu rồi là cầm đi. Mình còn phải ăn phải giàu tế. Sư luôn mình sư luôn có thân nạp không. Qu'est-ce qu'est devenue cette femme, Duc? Et vous avez ordonné de le faire? Oui. Lục rouge. Ta quát trở bàn cái cầm tích đại tế tam chia vào lộ. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Duc? Mẹ tiêu vi. Ta ta lục bình chạy nhắn mắt chẳng buộc bánh. Bờ chùm ngọn nốt. Dương là gì? Thái dương có rục bắt bình chia. Rục bắt bắt. Nghĩa chỉ có nâng xâm bản mới có chế cặp tại bà cạnh mới bao dường. À lần này dường rằng mơ khinh thả nâng chế ốc cất rạc căm từ lỡ mẹ xa lô trông hai khí chế xảy từ tiệt. Chùm nón nô. Chùm nón mô. Khi nhóm mơ khinh thả nhưng mà khi nhà khuyên khẩu ấy đọc sài khuyên khẩu ấy đọc sài cái ông bí ca có rút về nấy bàn đi đôi chân này hai bàn dịch nhóm tay để này dịch chỉ nhận nhọc thà càng mau chìa mà nụ nghĩa tới để thôi càng nghĩa ấy để dương mình cho chân dằng hai chị đằng nơi bên luôn hai đâm bay luôn chất nhom vô cầm nạp làm mò đi lúa rồi bỏ Alfred để bị nhi mò sâu nằm nâng bên nó không sốt từng khó đi
ឯកំណាប់ដែលត្រូវរបស់គេវិញគឺឯចំណៃកំណាប់ដែលត្រូវរបស់គេវិញគឺ pleurer gémir prier est également lâche fait énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie ou le sort ta voulu tapelé et puis ព្រមលិខិតបានដាក់ទៅលើលោកកុំមកមកហើយបន្តមកសុហ្វរអេមើសង្តាក់លេដូចខ្ញុំបាននេះថាព្រះតម្រូវមកអញ្ចឹងហើយធ្វើទៅដោយមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយណាជាក់លាក ទំនួលហើយលោកមេធាវីជួយលោកបតីThank you Mr. President at the risk of being a bit down to earth I'd like a clarification because in the translation of one of the accused comments the English said that at one timeM13 was attacked, or at least that's what the English translation came out. So I'd like a clarification from the accused. He said that at one point that he had to be away overnight from M13 when it was attacked. Again, as I said, that is the English translation that we got. I think at least one member of the bench will attest to my statement. And I'd like if a clarification from the accused because I submit that would be a new and probably relevant fact in terms of M13. As far as I know, no one has ever mentioned M13 being attacked. So could I ask respectfully this trial chamber to seek such clarification from the accused? ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺពីជនជាប់ចោទទៅលើបញ្ហានេះ លោកកាំងកៀវអាចឆ្លើយបញ្ជាក់លើបញ្ហានេះបានទេ ពីព្រោះកັບការប្រពៃវាយប្រហារហើយក្នុងន័យដែលអង្គជំរះទទួលបានបើមិនច្រឡំទេគឺមានការវាយដណ្ដើមដោយពីជនរងគ្រោះដែលត្រូវចាប់ឃុំឃាំងចំនួន30នាក់ឥឡូវនេះប្រើពាក្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើមន្ទីរម-13នោះមានអំឡុងពេលណាមួយមានការវាយប្រហារពីមជ្ឈដ្ឋានណាដែរឬទេលោកប្រធានយទីគោរពសូមអរគុណលោកសហប្រតិអញ្ញាដែលបានលើកសំណួរនេះដើម្បីខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់មន្ទីរ13របស់យើងខ្ញុំត្រូវពួកជនរងគ្រោះដែលមកជាប់ទោសនៅទីនេះនៅកន្លែងនោះឆក់កំភ្លើងបាញ់អ្នកយាមហើយរត់ខ្ញុំគិតថាសម្លើយនេះច្បាស់លាស់ហើយហើយបាទជាព្រញ្ញាអាចយល់ហើយឥឡូវនេះដល់ម៉ោងហើយដល់ម៉ោងត្រូវតម្រាក់ហាថ្ងៃត្រង់អង្គជំរះសូមប្រកាសផ្អាកដំណើរការធម្មការដើម្បីពិធីហាថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីបន្តដំណើរការធម្មការតទៅទៀតបង្គាប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនទៅចោតត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំនិងឲ្យនាំគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីហើយ
នៅក្នុងខ្លួនយើងចេះគោរពថ្នាក់លើអ្នកចូលរួមនិងសាធារណជនក៏ដូចគ្នាសូមអញ្ជើញចូលមកកាន់កន្លែងរៀងខ្លួនឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះ